Thị trưởng thủ đô Kiev Vitaly Klitschko cho biết quân đội Nga đã tiến sát thành phố Kiev và cho biết thành phố sẽ triển khai trạng thái phòng thủ. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận quân đội đang tiến gần đến Kiev. Nhiều cuộc đụng độ đã xảy ra ở Oplon phía bắc Kiev. Người dân được yêu cầu ở trong nhà. Diễn biến tại Ukraine vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt khi càng xuất hiện nhiều thông tin quân đội Nga tiến sát thủ đô Kiev và đánh chiếm nhiều sân bay gần thành phố. Dù Moscow khẳng định không nhắm vào các cơ sở dân sự, nhưng những cuộc đụng độ đã gây nhiều thương vong, thiệt hại về của và người cho người dân. Lviv, thành phố phía tây Ukraine, ban đầu được cho là địa điểm an toàn khi nhiều quan chức ngoại giao các nước sơ tán khỏi Kiev đều đến đây, đã ghi nhận nhiều cuộc không kích và còi báo động liên tục vang lên. Trước nguy cơ quân Nga tiến sâu vào Kiev, thị trưởng thủ đô Kiev Vitaly Klitschko cho biết thành phố sẽ triển khai giai đoạn phòng thủ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 25 tháng 2 công bố một video tự quay từ trung tâm Kiev, tuyên bố sẽ cùng với các trợ lý chủ chốt ở lại và bảo vệ thủ đô trước cuộc tấn công từ Nga. Chúc mọi người một buổi tối tốt lành, nghị sĩ David Arakamia vẫn ở đây, chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak cũng đang ở đây, thủ tướng Denis Shmyhal ở đây, cố vấn tổng thống Mykhailo Podolyak ở đây và tổng thống Zelensky cũng đang ở đây. Tất cả chúng tôi đều ở đây, quân đội của chúng tôi ở đây, người dân ở đây, tất cả chúng tôi ở đây để bảo vệ nền độc lập của chúng tôi, đất nước của chúng tôi, và nó sẽ tiếp tục như vậy. Vinh quang thuộc về những người bảo vệ đất nước. Ukraine muôn năm, những người hùng muôn năm. Lực lượng Nga ngày 25 tháng 2 đã tiến vào quận Oblon ở Kiev, cách trung tâm thủ đô 10 km giữa lúc quan chức chính phủ Ukraine cảnh báo ngày 25 tháng 2 sẽ là ngày khốc liệt nhất. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận quân đội đang tiến gần đến Kiev, cho biết đã kiểm soát sân bay gần thủ đô Kiev và triển khai lính dù tại sân bay. CNN thông tin rằng các quan chức tình báo Mỹ lo ngại Kiev có thể nằm trong tầm kiểm soát của Nga trong vòng vài ngày tới. Các nguồn tin cho biết đánh giá ban đầu của Mỹ từ trước cuộc tấn công dự đoán rằng thủ đô Ukraine sẽ thất thủ trong vòng từ 1 đến 4 ngày. Họ vẫn giữ dự đoán này cho đến hiện tại.